Nam mô Bát Thầy Giác, Nam mô Tham Gia Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thánh Phật Tát. Sư Phật Thế Văn Nô Phật Văn Tô Sa Văn Ca Sang Tô Sang Khang Nam Mi Nam Mô Bát Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sơn Khai Giác. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thánh Phật Tát sinh ra họ cho chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn đã vô tình đạt được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc từ đạo quả nếu mà đồng nhau cả thể. Sa thú lành thân. Thưa quý vị, thì trong cái hành xả trí, cái hành xả trí là một cái trí mà của phàm nhân đạt tới đỉnh cao nhất của trí hiệp thế. Thì tình cái hành xả trí này là hành giả sẽ thấy trong cái danh sách này nó có bốn chi tiết. Thứ nhất là danh sách này không phải là ta, và danh sách này cũng không phải là người khác. Rồi danh sách này không phải là của ta, và danh sách này cũng không phải của người khác. Tức là cái hành xả trí này phải thấy được bốn điều này. Tức là danh sách không phải là ta, không phải là của ta, không phải là của người, cũng không phải là người khác. Phải thấy được cái bốn cái quan điểm này. Và hành giả xác định bốn quan điểm này nó hoàn toàn là rỗng không. Nó không có gì hết, hoàn toàn là rỗng không. Thì hành giả sẽ thấy là cái phương pháp của vi là hoàn toàn trống rỗng. Là hành giả với cái trí minh sát thấy rõ cái sáu nội xứ. Sáu nội xứ ở đây là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thì sáu cái nội xứ này nó cũng là rỗng không, nó không phải là ta, cũng không phải là của ta. Và sáu nội xứ này nó không có thường hành, là nó không có trường tồn và nó không có trường cửu. Trước tiên thì hành giả sẽ quán xét về cái nội xứ của mình, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ của bản thân mình. Và khi mà thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý của bản thân thì thấy rõ là nó là trống rỗng, là nó không có cái như là ta hay là cái của ta, là nó không có trường tồn, nó không có bất biến vậy các bạn. Rồi hành giả giới trí quan sát, trí minh sát đó, thấy sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ đây là chỉ cho sắc, tinh, hương, vị, xúc và pháp xứ. Thì sáu ngoại xứ này là của tha nhân, của bên ngoài. Và hành giả cũng thấy sáu ngoại xứ này, trong sáu ngoại xứ đó nó không có một cái bản ngã, cũng không phải có cái của bản ngã. Tức là thấy sáu nội ngoại xứ này là không có cái tha ngã, cũng không có cái gì thuộc về của tha ngã cả. Tức là cái nội xứ thì hành giả sẽ thấy là không có ta, không có của ta, mà ngoại xứ thì cũng không phải là của người khác và cũng không phải là người khác. Nó chỉ là một quá thành đơn giản, nó chỉ là một pháp hành mà thôi. Tức là nó chỉ là danh sách hay pháp của gì thôi. Vì sao? Vì ngay cả cái sáu ngoại xứ là sắc, thinh, hương, vị và xúc và pháp xứ thì nó cũng hoàn toàn rỗng không. Cho nên cái tướng trạng rỗng không là cái tướng trạng của hành xả trí, cả bên là trong lẫn bên ngoài như vậy. Hành giả với cái trí thiền quán, nếu như ngoài cái 12 xứ thì soi ra thấy sáu thức, sáu thức. Bởi vì do cái nhãn xứ nó phối hợp với cái sắc xứ thì nó sanh ra cái nhãn thức. Tức là cái nhãn xứ này, cái nhãn thức này hay là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức,
thân thức và cái ý thức. Sáu thức này được xem như là cái pháp nội ngoại phần. Nội ngoại phần, cái nội phần tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, thì không có ta, không có cái của ta rồi. Rồi sáu ngoại phần tức là sắc tinh hương vị xúc và pháp xứ, cũng không có tha ngã, cũng không có cái của tha ngã. Thì có thể có một trường hợp là nếu như cái nội xứ này nó phối hợp với cái ngoại xứ, nó sinh ra một cái pháp, pháp này được gọi là pháp nội ngoại xứ hay là nội ngoại phần. Thì cái nội phần, nội ngoại phần này nó có cái ta hay có của ta hay không, thì với trí quán sát thì hành giả sẽ thấy rằng thấy rõ cái sáu thức tức là nhãn thức là nó sự gặp mặt có cái nhãn xứ và cái sắc xứ, cái nhĩ xứ, nhĩ thức là nó hợp mặt, nó gặp mặt của cái nhĩ xứ và cái thân xứ. Rồi cái tỷ thức là sự gặp mặt, gặp gỡ của hương xứ và cái tỷ xứ. Thì cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức được xem như là pháp nội ngoại phần, bởi vì nó là sự gặp gỡ của pháp nội phần lẫn cái pháp ngoại phần. Như là sắc xứ hợp với nhãn xứ, nhĩ xứ hợp với thân xứ, tỷ xứ hợp với gặp mặt với cái hương xứ, và thiệt xứ hợp nó gặp với cái vị xứ, và cái ý xứ nó gặp gỡ tới cái pháp xứ. Như vậy nó tạo ra cái sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức. Sáu ý thức này, sáu thức này nó cũng không phải là ta, nó cũng không phải là của ta, nó cũng không phải là của người khác, nó cũng không phải là của người khác. Vì sao? Vì nó cũng trống rỗng, vì nó cũng không phải là từ hàng, vì nó cũng không là từ tồn, nó không phải nó là bất biến như vậy. Thì cái sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu nội ngoại xứ đều cũng không vậy. Tiếp theo thì hành giả với trí minh sát thấy rõ cái năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nó cũng hoàn toàn rỗng không, nó không phải là ta, cũng không phải là của ta. Thì năm quẩn của chính bản thân hành giả cũng đã không có ta, không có của ta. Thì năm quẩn của tha nhân nó cũng không phải là có tha nhân hay là của tha nhân, nó cũng gì, nó cũng hoàn toàn là rỗng không, nó không có bền vững, nó không phải là trường tồn, nó không phải là có cốt lõi. Thì hành giả sẽ thấy năm quẩn này nó giống như là cây sậy bị rỗng ruột, hoặc là nó giống như là cây chuối không có cốt lõi, hoặc là năm quẩn này nó giống như là cây bông bông nước. Nhìn nó thấy có như vậy nhưng nó đụng chạm nó sẽ vỡ tan đi. Hoặc là cái năm quẩn này nó giống như là bọt nước, hoặc nó giống như bọt xương, vân vân. Thì nó giống như cái giọt xương, vân vân, đại khái như vậy. Thì hành giả với trí minh sát thấy rõ cái năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn ở bên ngoài nó cũng không có cái có cái một cái tha ngã, hay là nó có một cái của tha ngã, và nó cũng nó cũng rỗng không như vậy. Và đối với năm quẩn này thì hành giả sẽ thấy cái 10 tính chất như sau. Tức là hành giả sẽ thấy rõ mỗi quẩn, tức là thấy sắc quẩn nó có 10 tính chất. 10 tính chất. Thứ nhất là gì? Rupang rittato passati, tức là hành giả sẽ thấy sắc này nó chỉ là chút ít thôi, nó không phải là khối là đống, mà nó chỉ là cái chút ít thôi. Rittato sắc quẩn này, rupang rittato chỉ là chút ít thôi, passati thấy chỉ là chút ít thôi. Đây là thứ nhất, hành giả thấy sắc quẩn nó thấy rõ và biết rõ nó là như vậy. Rồi cái điều thứ hai là hành giả thấy rõ và biết rõ cái sắc quẩn này nó có tính chất là túc chô, tức là trống trải,
tâm trại, cứ chôn cái này là tâm trại. Rồi hành giả sẽ thấy rằng cái sắc uẩn này là sunyato, tức là rỗng không, đúng không? Nó không có cái gì cả, nó trống vắng. Điều thứ tư là hành giả sẽ thấy cái sắc uẩn này nó anatta, tức là vô ngã, nó không có cái bản ngã nào nằm trong đó, cho dù đó là năm uẩn của hành giả hoặc là năm uẩn của một người khác, tất cả nó là anatta, nó là vô ngã, nó không có một cái tự ngã, nó cũng không có một cái tha ngã nằm trong đó. Điều thứ năm là hành giả sẽ thấy sắc uẩn này nó có một cái trạng thái gọi là anissa-riyato. Anissa-riyato có nghĩa là không có tự do. Cái sắc uẩn này nó luôn luôn bị hạn cuộc, nó luôn luôn bị giới hạn ở trong sự sanh và sự diệt, và nó bắt buộc nó phải sanh lên rồi nó diệt đi, nó không có quyền tự do lựa chọn, nó phải là như vậy thôi. Cho nên điều thứ năm, hành giả thấy sắc uẩn này là anissa-riyato, tức là không có tự do. Điều thứ sáu thì hành giả thấy rằng cái sắc uẩn này nó là akama kariyato, tức là nó không hành động theo ý muốn của ai cả, nó không có hành động theo ý muốn của ai khác cả, tức là akama kariyato nó không hành động theo ý muốn của ai, tức là dù cho người ta muốn sắc uẩn này nó khỏe mạnh thì tới cái thời nó ương yếu, nó phải ương yếu, dù cho người ta muốn cái sắc uẩn này nó xinh đẹp nhưng nó không thể xinh đẹp được, bởi vì nó do cái ảnh hưởng của cái nghiệp, nó không thể xinh đẹp được. Nó cho nên người ta không có điều xử được nó, nhưng nó không hành động theo cái muốn của ai hết. Người ta muốn rằng cái sắc uẩn này là nó luôn luôn là như vậy, nhưng thực sự ra nó không thể là như vậy, mà nó luôn luôn bị biến đổi, từ cái trạng thái tốt chuyển thành xấu cũng có, từ chuyện trạng thái nguyên vẹn trở thành là ra cũng có, từ cái trạng thái nó bề ngoài nó xinh đẹp mà nó sẽ sau khi nó bị hư hoại thì nó sẽ thối rữa. Cũng giống như người ta nhìn thấy một cái trái cây, trái cây sau khi nó chín rồi thì nó sẽ thôi thối và nó sẽ rã ra, nó sẽ bục ra như thế đó, tức là nó không hành động theo ý muốn của ai cả. Và điều thứ bảy là giả sẽ thấy sắc uẩn này alapha niyato, tức là không đáng được có, bởi vì cái sắc uẩn này nó luôn luôn bị cái vô thường, nó đi tới sự sinh diệt, nó bị hoại rã, nó bị nhơ bẩn, thì cái sắc uẩn này nó không đáng có được. Chữ Bali gọi là alapha niyato, tức là không nên tự có, không đáng có, nghĩa là không thể có cái muốn sắc này hãy như thế này, đừng có sắc như thế kia, điều này nó không xảy ra và nó sẽ đi theo cái vì cái quy luật của nó mà thôi. Điều thứ tám là awasa watakato, tức là không diễn tiến theo quyền lực của một ai cả. Awasa watakato, tức là nó không diễn tiến theo một quyền lực của ai cả. Điều thứ chín là barato, tức là nó khác lạ, nó là kẻ khác, nó là khác lạ, nó là kẻ khác, nó không phải là của ta mà nó cũng không phải là ta, nó là khác lạ, nó là kẻ khác và nó là các bạn. Điều thứ 10 là quý vít tá cô bác sát tí, tức là vô chủ, đó là vô chủ. Điều thứ 11 tức là hành giả sẽ thấy cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này nó hoàn toàn cũng trống rỗng với cái 10 cái tính chất của nó như vậy. Khi mà sắc uẩn nó đã có cái 10 đặc tính mà chúng ta vừa nêu ra đó, thì hành giả thấy một uẩn nó như vậy thì tương tự như vậy hành giả cũng sẽ thấy thọ uẩn cũng có 10 cái tính chất là như vậy, rồi tưởng uẩn cũng có 10 tính chất như vậy, rồi hành uẩn cũng có 10 tính chất như vậy, và thức uẩn cũng có 10 tính chất như vậy, và tất cả năm uẩn này nó đều là rỗng không với 10 trường hợp như vậy. Tức là một uẩn có 5, một uẩn có 10 cái hình tướng như vậy, thì năm uẩn có 50 trường hợp nó là như vậy. Hoặc là hành giả thấy năm uẩn, mỗi uẩn nó hoàn toàn trống rỗng với 12 tính chất như sau. Như uẩn chẳng hạn, thứ nhất là
Ruban Nasato, sắc bẩn này không phải là chúng sanh. Cái mà tay chân đầu cổ hay gì đó, nói chung nói chuyện cũng chỉ là sắc bẩn đó, là tay chân mắt mũi vân vân. Thì cái thông dụng đó là cái mắt của tôi, hay là tay của tôi, hay là đầu của tôi, hay là chân của tôi. Nhưng mà thực chất nó chỉ là sắc bẩn. Mà sắc bẩn này thì là Ruban Nasato, nó không phải là cái sắc bẩn này, nó không phải là chúng sanh. Sao là chúng sanh gì vậy? Nó chỉ là sắc pháp đơn thuần, nó là như vậy. Bởi sao? Bởi vì nó không có cái sự sống của một và chúng sanh. Thứ hai là hành giả sẽ thấy cái sắc bẩn này dù bên trong hay bên ngoài, nó là ná chi vô, tức là không phải là sinh mạng, không phải là sinh mạng. Nó không phải là sinh mạng của ai cả. Nó không phải là sinh mạng của ta, nó cũng không phải là sinh mạng của người. Nó không phải là sinh mạng ta, hay là sinh mạng người. Tức là ná chi vô, tức là không phải là sinh mạng. Rồi, điều thứ ba là cái hành giả sẽ thấy cái sắc bẩn này nó là ná rô, mà tức là không phải người, mà không ná rô, không phải người. Nó chỉ đơn giản nó là sắc pháp sanh lên, nó do duyên, nó do cái nhân mà thôi. Duyên và nhân của sắc pháp này nó chính là nghiệp, là tâm, là thực, là thời tiết. Nó không phải là người gì cả, nó phải là người, tức là ná rô. Rồi tiếp theo điều tư thì hành giả sẽ thấy cái sắc bẩn này là ná ma na vô, ná ma na vô, ma na vô có nghĩa là không phải là người nam, không phải là người nam. Cái người nam nó chỉ là một định đặc mà thôi, chứ còn sắc bẩn này nó không phải là nam hay không phải nữ gì cả. Thì trước tiên hành giả sẽ thấy rằng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là đầu cổ, hay là da, hay là thịt, vân vân, thì cái này nó không phải là người nam. Ná mà na vô không phải là cánh tay của người nam, không phải là cái mũi của người nam, không phải là con mắt của người nam, không phải là mái tóc của người nam. Nó không phải là người nam, thấy rõ nó là biểu tượng của sắc pháp, có thể thôi. Ná mà na vô. Điều thứ năm là không thấy cái sắc bẩn này nó là không phải là người nữ, tức là ná ít thì ná thì không phải người nữ, không phải là người nữ. Rồi ná ít thì theo bạn. Rồi điều thứ sáu, thì hành giả sẽ thấy sắc bẩn này nó không phải là người nam, tức là ná buriso, không phải là người á, ná buriso. Và điều thứ bảy thì hành giả sẽ thấy sắc bẩn này ná ác la, nó không phải là tự ngã, nó không phải là tự ngã. Và điều thứ tám thì hành giả sẽ thấy sắc bẩn này nó là không phải của cái tôi, cái tôi. Chữ Pali gọi là ná át tá ní dằn, không phải của cái tôi. Và điều thứ chín thì hành giả sẽ thấy là na hăng, là không phải ta, không phải ta, na hăng, không phải ta. Và điều thứ mười thì hành giả sẽ thấy là ná má má, tức là không phải của ta, ná má má là không phải của ta. Và điều thứ 11 là hành giả sẽ thấy sắc bẩn này là ná anh nhát xá, không phải của người khác, ná anh nhát xá, không phải của người khác. Và điều thứ 12 là ná cát xá chí, ná cát xá chí là không phải của bất kỳ ai, không phải của bất kỳ ai. Và hành giả sẽ thấy sắc quẩn nó có 12 cái khía cạnh, nó là như vậy. Thì tương tự như vậy đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hay hành quẩn và thức quẩn, thì mỗi quẩn cũng có 12 cái chi tiết như vậy, hai cái đặc tướng như vậy. Hoặc là hành giả với trí minh sát thấy sắc quẩn hoàn toàn rỗng không, với trạng thái vô thường có 12 chi tiết mà chúng ta đã biết ở trên. Hoặc là với trạng thái khổ có 27 chi tiết. Và hoặc là thấy cái sắc quẩn này nó có trạng thái vô ngã với 7 chi tiết mà cái tuệ bát tí sanh kha, tức là
quán xét trở lại á, quán xét trở lại, tiếng quán xét trở lại đó, ta thấy rõ cái những cái điều này, tức là thấy vô thường với 12 chi tiết, thấy trạng thái khổ có 27 chi tiết, thấy trạng thái thất tịnh thông trong sạch có 7 chi tiết, và thấy trạng thái gì vô ngã có 7 chi tiết, tổng cộng là 53 chi tiết. Nhưng ở đây chỉ nói về cái vô thường khổ vô ngã mà thôi, à, cho nên bỏ đi 7 chi tiết của bất tịnh, bởi vì 7 chi tiết bất tịnh cũng xem là cái phần phụ thuộc của cái quán khổ mà thôi. Thì hành giả sẽ thấy thì, sắc quẩn với cái nếu với vô thường, quán vô thường, quán sắc quẩn là vô thường, sẽ thấy 12 chi tiết như vậy. Quán sắc quẩn là khổ với 27 chi tiết như vậy, và quán sắc quẩn với trạng thái vô ngã thì có 7 chi tiết mà chúng ta đã nắm bắt ở phần trên. Tương tự như vậy, hành giả quán thấy là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn hoàn toàn rỗng không với sự quán xét tướng trạng vô thường với 12 chi tiết, với cái tướng khổ có 27 chi tiết, và với tướng vô ngã có 7 chi tiết như vậy. Hoặc giả rằng hành giả sẽ quán xét cái thế gian này, tức là với thế gian này nó chỉ cho cái pháp hành thế gian đó, hoặc là thấy danh sắc, hoặc là thấy năm quẩn, hoặc là thấy 12 xứ, hoặc là thấy 18 giới, thì hành giả sẽ thấy cái thế giới trí minh sát, sẽ thấy thế gian này nó là rỗng không, như toàn bộ cái gì đó từ danh sắc, nói gọn danh sắc, rồi nó rộng hơn là năm quẩn, nói rộng hơn nữa nó là 12 xứ, nói rộng hơn nữa nó là 18 giới, thì hành giả sẽ quan sát với trí minh sát thấy thế gian này nó rỗng không, nó hoàn toàn trống vắng, nó không có một cái gì gọi là cốt lõi, nó không có một cái gì gọi là bền bỉ, nó không có gì là trường cửu, không có gì là trường tồn, nó là rỗng không, nó là trống không. Thế như vậy, như Đức Thế Tôn ngài đã dạy tôn giả Mô Khá Ra Chá, tức là Mô Khá Ra Chá gọi là được dịch là không vương, Ra Chá là đức vua, và Mô Khá là rỗng không. Thì cái vị này là một trong 16 môn đệ của Bà La Môn Bà Phó Rì. Cái 16 vị này dân theo là thầy đi từ cái sông Gô Tha Quá Rì đi đến ý kiến Đức Thế Tôn nơi thành Quân Sát như vậy. Và mỗi người mang theo là 1.000 cái đệ tử của mình, và mỗi người sẽ hỏi Đức Thế Tôn một cái kệ ngôn về cái thắc mắc của mình, và mỗi kệ ngôn vậy được Đức Thế Tôn ngài trả lời. Sau khi trả lời xong thì cái vị đó cùng với 1.000 vị môn đệ của mình chứng quả A La Hán, ngoại trừ vị thứ 16 tức là Bình Nghĩ Giá. Bình Nghĩ Giá lúc nghe như vậy đó, nghĩ tới chứng đạo quả A La Hán xong rồi nghĩ tới cái người bác của mình là Bà La Môn Bà Phó Rì, cho nên chỉnh mãn và mới chứng A La Hán thôi. Nhưng mỗi vị 16 vị ẩn sĩ này là đệ tử của Bà La Môn Bà Phó Rì, mà mỗi ẩn sĩ như vậy á, là có 1.000 cái đạo sĩ tùy tùng theo. Và trong cái cuộc mà hội chiến Đức Thế Tôn như vậy thì cả 15 vị đại tôn sư đó trừ ngài Biên Nghĩ Giá ra thì tất cả đều chứng quả A La Hán, riêng ngài Biên Nghĩ Giá thì chứng quả A La Hán. Nhưng 16 ngàn người đi theo tất cả đều chứng quả A La Hán, trong đó có cái vị tôn giả gọi là Mô Khá Ra Chá, tức là không vương. Và Đức Thế Tôn ngài đã dạy cái vị không vương với những câu kệ như sau. Câu kệ này là câu kệ số 1119 ở trong cái tập Parayana, tức là con đường đến bên kia của tiểu bộ của kinh tập. Thì cái câu kệ ngôn đó là như sau, tức là cái câu ngôn số 1119 á, thì Bali như vậy: Sunyato Lokan Awet Khasu, Sunyato Lokan Awet Khasu,
mô khắc ra cha sa đài sa tổ át ta nú đích thình u hát cha u hát cha ê quăng mắt chút ta rồ si dạ ê quăng mắt chút ta rồ si dạ ê quăng lô căng á quét thanh bằng mắt chút ra cha ná bát xá tì tí thì được. Và độ Minh Châu dịch như sau: này mô khá ra chá không vương, hãy nhìn đời này trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong. Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được. Cái câu kệ ngôn này trong tập số 8 đi bà ta ký hiệu là SN 216. Thì sau khi mà quán xét thấy các hành thấy rõ danh sắc của vi nó rỗng không như vậy, thì hành giả từ bỏ sự hoan hỷ lẫn sợ hãi. Hoan hỷ bởi vì nó biết là không phải ta, không phải là của ta, và từ bỏ cái sợ hãi bởi vì biết rằng nó không phải của người khác hay là của nó, không phải là người khác hay của người khác, cho nên không có không có cái cảm thấy thích thú bởi vì nó không phải là ta, không phải là của ta, thú để làm gì, mà cũng không phải sợ hãi bởi vì nó không phải là của người khác, nó không phải là người khác. Và cho nên cái trí hành xã này phải nắm lấy bốn cái chi tiết mà chúng tôi đã đề cập phía trên. Mà sau khi hành giả nó thấy rõ như vậy rồi thì hành giả sẽ không có hoan hỷ đối với cái danh sách, mà cũng không có sợ hãi đối với sách. Tâm tư bị ấy trở thành vô tư, thản nhiên, quân bình đối với tất cả các cảnh hay là các pháp ngũ vi, dù đó là nội phần hay là ngoại phần, hay dù đó là nội ngoại phần. Và vị đó không còn nắm giữ bất cứ danh sắc nào, và không cho còn có cho đó nó là ta hay là của ta. Giống như là cái một người, nó trạng thái giống như một người đàn ông đã ly dị vợ vậy. Được nghe rằng có người đàn ông cưới được cô vợ khả hỷ, khả ái, khả lạc. Và cái người đàn ông này nó không thể rời xa cái cô vợ đó được. Và người đó đã nhìn thấy cái cô vợ không thể là xa lắm, xa rời cô vợ đó chỉ trong chốc lát. Và người ấy rất mực yêu quý cái người vợ này. Và khi người đàn ông đó thấy cô ta đứng hay ngồi, hoặc nằm, hoặc là trò chuyện, hoặc là cười, đùa, hay là nói chuyện với một người đàn ông nào khác, thì người đàn ông đó phẫn nộ, bất mãn, có cảm thọ đau khổ, có cảm thọ khó chịu bực mình, vân vân rất nhiều. Nhưng mà sau một thời gian thì cái người đàn ông ấy thấy cô vợ của mình thương yêu đó nó phạm có nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái thói hư tật xấu như vậy, thì người đàn ông ấy muốn thoát ra khỏi cô vợ đó liền ly dị cô vợ đấy, và không chấp nhận cái nữ nhân đó là vợ mình nữa. Kể từ khi mà ly dị cái người nữ đó hay là từ bỏ người nữ đó, thì cho dù cái người đàn ông đó có nhìn thấy cái cô nàng có cười đùa, có đứng ngồi hay nằm nói chuyện với một cái người nam nào khác, hay làm bất cứ một cái điều gì khác đối với bất cứ một người nam nào, thì người đàn ông đó vẫn thản nhiên, không phẫn nộ, cũng không bực tức, cũng không khó chịu, luôn luôn bình thản. Sự mà thích thú quan hệ nó cũng đã chấm dứt rồi, là sự bất bình, sự khó chịu cũng đã bất bình, nó cũng đã chấm dứt rồi. Điều này như thế nào thì cũng vậy, hành giả này trước đây đó chưa có tu tập thiền quán, cho nên vừa có cái còn ôm ấp cái danh sắc, còn nắm giữ lấy cái năm quẩn, còn những nắm giữ cái pháp hành, và thích thú yêu mến và mong muốn có nó. Nhưng mà sau khi mà thực hành thiền quán rồi, sau khi thấy những cái gì pháp hành nó sanh lên, cũng giống như cái người thì đàn ông phải có thấy cái cô vợ có những cái lỗi lầm, thì cái lỗi lầm của danh sắc nó là gì? Nó chính là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, với những cái chi tiết như vậy.
Cho nên cái tâm của hành giả muốn thoát ra khỏi cái pháp hành cũng giống như cái tâm người ông muốn ly dị vợ, muốn lìa bỏ cái cô vợ như thế đó. Đến khi mà ở giai đoạn đầu nó chưa có mạnh lắm đâu, mà nó chưa có cương quyết lắm đâu. Tuy rằng ở cái giai đoạn là minh chí tú cầm gia ta nha ná, tức là cái trí muốn thoát á, nó có sự muốn thoát rất mãnh liệt, nhưng nó vẫn còn bị vướng nha vướng dắt. Cho đến khi hành giả phát sanh cái trí quán tiếp theo, tức là trí quán bát tí sanh kha nha ná, tức là trí quán trở lại, quán phát hành trở lại đó, thì hành giả thấy rõ tội lỗi của cái các pháp hành. Nó có ba cái xứ trạng do thường là 12 chi tiết, rồi khổ nó 27 chi tiết, và cái vô ngã nó 7 chi tiết như vậy. Và những cái pháp hành này dù danh hay sắc, nó đều mang tới một sự bất ổn, sự nguy hại. Nên hành giả có ý muốn thoát ra khỏi pháp hành rất là mãnh liệt. Thì cái sự thoát ra cái pháp hành rất mãnh liệt đó cũng quý như cái người đàn ông muốn ly dị vợ, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của người vợ, không muốn bị người vợ nó là một cái vướng bận cho mình, tức là nó không còn muốn biến ái tới người vợ nữa. Rồi đã khi mà có ý muốn thoát ra khỏi pháp hành chấp luyện vậy, thì sau khi hành giả nó xác định một lần nữa các pháp của vi hữu vi danh sắc nó là đóng công, nó không phải là ta, không phải là của ta, thì tâm hành giả tạm thời nó lìa bỏ sự quan hệ cũng như sự nhàm chán của các hành, tâm quân bình trong các pháp hành của vậy. Khi mà hành giả quán xét trở lại nó, những cô vợ giống như một cái đàn ông quán xét lại cô vợ, thấy là cô vợ này luôn luôn là có những cái lầm lỗi, luôn luôn có những cái tai hại, luôn luôn có những sự bất ổn mang đến cho mình, cho nên người này liền bỏ ra, tâm không còn vướng mắt tới cái cô vợ nữa. Cho dù cái người này thấy cô vợ có đứng ngồi nằm với bất kỳ ai thì cũng không có bực tức, không có ứng nộ, không có cảm thấy đau khổ. Cũng vậy, hành giả thấy rằng là danh sắc này nó dù cho phát sanh đến cho mình cũng không có vui thích, mà nó phát sanh đến người khác cũng không gì đó mà ghét bỏ hay là khó chịu. Cho dù rằng nó phát sanh đến cho mình thì nó cũng không thích thú, cũng không khó chịu. Cho dù nó phát sanh đến người khác thì người thì hành giả cũng không thấy thích thú. Cho dù nó phát sanh đến người khác thì hành giả cũng không cảm thấy khó chịu của mình như vậy. Tức là nói chung vào trạng thái này thì hành giả cho dù đối với 6 nội xứ, 6 ngoại xứ hay là 6 nội ngoại xứ, dù cho của mình, của người hay là nơi mình hay nơi người, hay là phối hợp cả mọi ngoại Phật, đều cũng không có thích thú, gần cũng không có cái sự nhàm chán mà bực mình hay khó chịu. Tâm của hành giả đã quân bình trong các pháp hành là như vậy. Thì khi đó cái trạng thái của tâm của hành giả như thế nào, thì khi đó cái tâm của hành giả nó có trạng thái là co rút lại, nó là trước cái danh sắc. Giống như người ta nhìn thấy một cái kẻ nguy thì bắt đầu có cái nét ánh đi, thì tâm của hành giả nó sẽ co rút lại trước cái danh sắc và nó an trú trong cái sự xả ly đối với cái gì ba cái hữu, tức là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, hay là bốn sự sanh ra, tức là thoảng sanh, thấp sanh, thai sanh, hóa sanh, hoặc là năm cảnh giới tái sanh chẳng hạn vậy, hay là bảy thức trú, hay hoặc là chính ngũ tình cư mà chúng ta đã tìm hiểu ở phía trên. Thì cho dù rằng cái danh sắc này nó hiện ở bất kỳ hình thức nào, thì cái người hành giả đó nó cũng co rút lại, giống như những giọt nước mà nó trôi lăn trên lá sen, nó không có tỏa rộng ra mà nó gom lại, nó gom lại để rồi nó nghiêng xuống làm cái giọt nước đó nó trôi tuột xuống, nó không bám dính vào trong cái chiếc lá sen. Ở đây cái trạng thái mà những giọt nước nó trôi trên lá sen á, nó không có lan tỏa ra mà nó co rút lại như thế nào, thì
tâm hành giả đối với các pháp hành danh sắc nó cũng co rút lại giống như vậy đó. Hoặc giả là cái tâm của hành giả nó co rút lại trước cái pháp hành, nó cũng giống như là một sự gân hoặc là một cái sợi lông nó chạm vào cái hơi nóng, một sợi gân hay sợi lông nó chạm vào cái hơi nóng vậy thì nó co rúm lại, nó công lại như vậy. Thì lúc đó cái tâm trạng của hành giả đó nó cũng sẽ co rút lại trước những cái danh sắc này, nó không có trải rộng ra, giống như là những sợi gân mà chạm phải hơi nóng nó co rút lại, hay là những cọng lông nó chạm phải hơi nóng thì nó co rút lại như vậy. Đây gọi là cái trí hành xả, tức là sân khảo rút với ca nhà ná nó phát sinh cho hành giả trong cái trường hợp này. Lại nữa, nếu như trí hành xả này thấy được hướng niết bàn, thấy được cái hướng mà thoát ra khỏi danh sách, tức là thấy được cái niết bàn. Niết bàn là nơi mà thoát ra khỏi danh sách của hữu vi, vì niết bàn là vô vi. Cho nên nếu như trí hành xả này thấy được cái phương hướng, thấy được cái cách mà thoát ra khỏi cái pháp hành này, tức là thấy được niết bàn an tịnh quán lạnh, thì nó dứt bỏ tất cả các diễn tiến của danh sách của cái pháp hành để thể nhập vào cái niết bàn. Cái trong cái giây phút này thì khi mà thể nhập vào niết bàn thì một danh từ khác để gọi đó chính là chứng đắc được thánh đạo, Còn như nếu như trí hành xả này nó không tìm thấy một cái phương án để mà thoát ra, hay là nó không tìm thấy được một cái đạo lộ để mà ra khỏi cái danh sắc này, thì nó sẽ, tức là nó không thấy được cách mà chứng đạt được cái niết bàn tịch tịnh vắng lặng á, thì nó diễn tiến trở lại trong trạng thái quân bình đối với các pháp hành hay danh sắc, tức là nó không thích thú đối trước pháp hành mà nó cũng không chán ghét trước cái pháp hành, nó quân bình như vậy. Và trước nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trước cái mọi diễn tiến của pháp luân của vi nhiều lần, giống như con quạ tìm hướng của cái đò thủy thủ, thì được nghe rằng khi những cái người đi buôn bằng thuyền đó, hay bằng tàu đó, thì họ thường thường họ nuôi những cái nuôi theo mang theo một cái con quạ này được gọi là con quạ tìm hướng. Khi mà cái chiếc thương thuyền nó đang lên đên trên biển, một cái cơn bão bất ngờ nó khởi lên, và đoàn thủy thủ đoàn đó đã tìm cách để chống lại cái cơn bão đó, nhưng nó đôi khi gặp những cái cơn bão thì cái đoàn thủy thủ chỉ biết bảo vệ được cái con thuyền mà thôi, và mặc cho cái cơn bão nó đánh dạt cái con thuyền đi. Do sóng nước thì con thuyền có thể đi đánh đi lạc hướng. Và sau khi cơn bão nó dứt rồi thì cái đoàn thủy thủ không nó chơi vơi ở cái giữa biển, bốn bề đều là cái biển rộng cả, và cái đoàn thủy thủ không biết cái hướng nào là cái hướng bờ, tức là không biết nơi nào là có đất liền để có thể đi tới để mà định hướng nhạo vậy. Thì ở giữa cái tấm quấn như vậy, chung quanh là bốn biển như vậy đó, thì trước tiên người ta đi tìm một cái nơi nó gọi là có bờ biển hay là có đất để có thể đi tới đó tìm lương thực hoặc là nước uống nhà bạn. Thì biết phương hướng ở giữa biển mà, biết phương hướng nào đây, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc hay tây nam, đông nam, tây bắc, đông bắc đây, đâu có biết được cái hướng nào là có cái đất liền. Cho nên họ mới mang theo con quạ này gọi là con quạ tìm hướng. Thì họ mới thả con quạ ra. Thì con quạ này nó biết tìm hướng đó. Khi mà con quạ được thả ra như vậy, nó bay lên đậu trên cái cọng buồm. Sau khi nó bay lên cái cọng buồm xong, nó tập trung được sức mạnh, nó tung mình lên giữa hư không. Khi mà nó tung mình lên giữa hư không á, con quạ thì thường thường nó có con mắt rất tinh và rất xa. Thì nó bay lên cao ở giữa hư không, nó bay lượn ở bốn hướng chánh cũng có, nó bay lượn ở bốn hướng phụ cũng có. Khi mà nó bay lượn các hướng rồi, nếu như con quạ thấy nơi có cái đất liền, thì nó sẽ vỗ cánh đi tới chỗ đất liền đó.
Còn nhưng nếu nó không thấy đất liền thì nó quay trở lại là nó đậu ở trên chóp cột bự như vậy. Thì khi mà cái con quạ mà nó không thấy đất liền, nó quay trở lại đậu trên chóp cột bự như thế nào cũng vậy. Thì hành giả với cái trí minh sát này, tức là trí Sankharupekkhañana này, là không tìm thấy được cái phương án, không tìm thấy được cách thức mà thoát ra khỏi cái danh sắc hữu vi, thì trí cỏ hay là tâm cỏ vị hành giả này quay trở lại với cái trí hành xã này. Rồi nếu như mà thấy được cái phương án, thấy được cái cách thức mà thoát ra khỏi cái pháp hành này, thì lập tức cái vị hành giả đó tiến hành theo phương án đó để thoát ra khỏi cái pháp hữu vi. Cũng giống như cái đoàn thủy thủ khi thấy con quạ nó tung mình lên ở giữa hư không, rồi nó con quạ này nó thấy được cái đất liền và nó bay về cái hướng đó, thì cái đoàn thủy thủ này sẽ hướng theo cái hướng bay của con quạ và cho thuyền đi tới đó, thì chắc chắn rằng đi lên tới đó là sẽ thấy được cái bờ biển hay thấy được cái đất liền, và thấy được bờ biển hay thấy được đất liền cho dù là như thế nào thì nó cũng thoát ra khỏi được cái cơn cấm quánh ở giữa biển, và người đó có thể tìm lương thực, đoàn thủy thủ có thể tìm lương thực, có thể tìm nước uống để mà sinh sống như thế nào cũng vậy. Thì cái hành xả trí này nó cũng vậy, nếu thấy có phương hướng mà để nhập được niết bàn thì hành giả buông bỏ tất cả mọi diễn tiến của pháp vô vi để thoát ra khỏi các pháp vô vi, nhận thức niết bàn là pháp vô vi. Còn nếu như không thấy được cái phương án thoát ra khỏi pháp hữu vi thì quay trở lại về cái trạng thái quân bình đối với các pháp hữu vi như vậy. Chính hành xả trí này là xác định phát hành bằng cách những trường hợp khác nhau. Nó giống như một hình ảnh của một người sàn bột ở trên một cái tấm khai, và sàn bột trên tấm khai nhiều lần thì các thì cái bột ở trên khai đó nó càng lúc nó càng tinh chắc hơn. Cũng vậy, quay đi quay lại nhiều lần như vậy, rồi trí cái hành xả này của hành giả nó sẽ nhạy bén, nó sẽ tinh luyện và nó sẽ thuần thục tốt đẹp hơn. Giống như một người mà xe chỉ, trước tiên họ chải cái bông, chải bông ở trên cái mặt bằng đó, họ chải đi chải lại để chi, để họ loại trừ ra những loại bỏ những cái hột gòn, hột gòn của bông gòn đó. Họ sau khi chải đi chải lại nhiều lần như vậy thì tất cả những cặn bã của gòn, tất cả những cái hột gòn, tất cả những nhơ bẩn của gòn đã được tẩy trừ, và nó chỉ còn lại cái gòn tinh khiết, và người đó sẽ xe gòn thành những sợi chỉ. Thì cũng vậy, hành giả sau khi đoạn trừ sự quan hỷ hay là kinh tởm đối với cái pháp hành, có tâm muốn thoát ra và với có tâm quân bình đối với các pháp hành, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì cái trí nó càng tinh xảo hơn và trí nó càng mạnh hơn và tốt đẹp hơn. Đây là cái trí hành xả, nó là như vậy. Thì có cái ba trí ở trong đây, chúng ta sẽ có được cái ba cái trí, nó cùng có một mục đích nhưng nó khác tên gọi mà thôi. Ba trí minh sáng này nó cùng một mục đích, đó là cùng muốn thoát ra cái pháp hữu vi hay là pháp hành hay là thoát ra danh sắc, nhưng nó có tên gọi khác nhau vừa do nó xuất hiện theo cái trình tự khác nhau. Trí thứ nhất đó là gì? Đó là cái trí minh sát thứ chín, tức là minh chí tú cầm giá ba nhà ná, tức là cái trí muốn thoát ra. Trí muốn thoát ra có những bản kinh dịch là trí dục thoát, trí dục thoát tức là muốn thoát ra. Cái trí này thấy rõ danh sách nó đáng kinh sợ, danh sách này nó là bất ổn, danh sách này nó là bất lợi, cho nên phát sinh sự mong muốn mãnh liệt thoát ra khỏi danh sách ở trong tầm giới này. Đó là cái trí thứ nhất. Cái trí thứ hai, tức là cái trí thứ 10 đó, tức là cái trí minh sát có tên gọi là bá tí sanh kha nha ná, tức là trí quán xét trở lại, mà bá tí là quay trở lại, sanh kha là xem xét, trí quán xét trở lại. Thì trí này một lần nữa xem xét các pháp theo ba tướng, tức là tướng trạng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã, thật là trọn vẹn, thật là đầy đủ.
để tìm ra cái phương pháp thoát ra khỏi danh sách trong tam giới này. Cũng giống như hình ảnh cái người đạo muốn bỏ vợ, do thấy người vợ có những cái lỗi lầm, thì bây giờ xem xét lại cái những lỗi lầm này thì có nên chấp nhận hay không chấp nhận. Và sao thấy khi không có thấy được một sự chấp nhận đối những cái lỗi lầm của cô vợ thì quyết định là phải buông bỏ cô vợ, là phải ly dị cô vợ. Nó là như vậy. Đó là cái trí minh sát thứ hai. Cái trí minh sát thứ ba là cái trí minh sát thứ 11, nó có tên gọi là Sankhaurupekkhayana, tức là cái hành xả trí, là trí xác định rõ danh sách của vi này nó có bốn chi tiết, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tha ngã, cũng không phải là của ta ngã, và có tâm quân bình đối tất cả danh sách tam giới và tìm cách thoát ra khỏi danh sách nó nhìn thôi. Như vậy ba cái trí quán này nó có cùng chung cái mục đích là gì? Là mục đích thoát ra khỏi danh sách. Nhưng tại sao lại có cái tên gọi khác nhau? Vì nó có điểm khác biệt là vào trong cái thời điểm cái trí mong muốn thoát ra, tức là minh chí tú tâm giới ba nha ná đó, nó xuất hiện ở vào cái giai đoạn ban đầu. Và cái trí quan sát lại lần nữa, tức là bát tí sân kha nha ná đó, thì nó xuất hiện ở giai đoạn giữa. Và cái trí hành xả, tức là sân thao rú cái kha nha ná, thì nó xuất hiện ở giai đoạn cuối. Như vậy thì ba cái trí này cũng chỉ là một mà thôi, nhưng nó xuất hiện theo cái giai đoạn đầu thì được gọi là minh chí tú tâm giới ba nha ná, tức là dục tốc trí. Nó xuất hiện ở giai đoạn giữa được gọi là trí quán sát trong pháp hành lần nữa, tức là bát tí sân kha nha ná. Và nó xuất hiện lần thứ ba, tức là ở giai đoạn cao cấp hơn nữa, thì nó được gọi là sân khâu rú vika nha ná. Và chúng tôi lặp lại cho quý vị rằng cái trí này xem như là một cái đỉnh cao của cái phàm trí, cao nhất của phàm trí. Nó có còn cái trí tiếp tục nữa sau cái trí Sankhaurupekkhayana, tức là cái trí cùng thứ, tức là Anumo nha ná. Nhưng mà cái trí này nó xuất hiện rất ngắn ngủi, và nó là cái trí đưa thẳng đi tới cái chứng đắc được đạo quả, và nó diễn biến rất là nhanh. Cho nên ở đây khi trí hành xả này nó có thể quay đi quay lại, cho nên mới gọi là trí hành xả là cái trí cao nhất của phạm trí, hay là cao nhất của lô ký giá nha ná, tức là cái trí hiệp thế. Và đối cái trí hành xả này muốn cho vững mạnh thì hành giả phải có cái sáu khía cạnh của cái hành xả trí, phải tròn đủ sáu khía cạnh của hành xả trí, tức là khi hành giả thành tựu hành xả trí thì đây là cái trí minh sát cao nhất trong các thiền tuệ hiệp thế, tức là lô ký giá nha ná. Thì sự ghi nhận danh sách, thế là sự nhận án xí danh sách, nó không có mệt nhọc nhưng nó cũng không phải là dễ dàng gì. Vì sao? Vì đối lúc đó cái tâm hành giả nó co rút lại trước cảnh của hữu vi, hoặc là nó co rút lại trước cái đối tượng là pháp hành, cho nên nó tuy rằng ghi nhận nó không có mệt nhọc nhưng nó cũng không phải dễ dàng, tức là có sự chú ý ở cái điểm cao. Tuy nhiên cái sự mà ghi nhận của án xứ mặc dù không có rõ ràng nhưng mà rất là thuận lợi. Chữ thuận lợi là sắc ba giá, sắc ba giá là thuận lợi. Khi hành giả nỗ lực ghi nhận án xứ với cái tâm trạng quân bình thoải mái, không vui không buồn, an tịnh trí được sung mãn hoàn toàn, thì cái trí hành giả được tinh phục và mạnh thêm và đạt được sung mãn khi hội đủ sáu khía cạnh như sau. Cái cạnh thứ nhất là phá nhân chá năng đinh chá viết ba ha giá. Cái câu kệ này nằm ở trong bộ Ví Xuất Thí Bát Trác, tức là thanh tịnh đạo, thì có được dịch câu kệ này như sau, tức là không lo sợ kinh hoàng, cũng không có hoan hỷ thích thú, không lo sợ kinh hoàng, cũng không có hoan hỷ thích thú. Đây là một cái cạnh thứ nhất của cái hành xả trí, tức là hành xả trí khả năng sinh lên thì đối với danh sách không có thích thú, mà nó cũng không có cái sự ghê tởm hay là ghét bỏ,
Đây là một cái trạng thái tiết. Thứ hai là người trong Bali gọi là Nê Quá Sú Má Nô Hô Tí Na Đum Má Nô Ú Bách Khắc Cô Quý Há Rá Tí Sá Tô Sâm Bá Chà Nô. Cái câu kể này nằm ở trong bộ phân tích, tức là quý con gái của Bali. Đây được dịch ra như sau: là chánh niệm tỉnh giác, trú xả, không buồn cũng không vui. Tức là trạng thái thứ hai của hành giả tiết này là nó quân bình, nó không vui cũng không buồn. Trước nay một cái trạng thái thứ nhất nó là không thích thú, cũng không có ghê tởm. Bây giờ nó còn một trạng thái thứ hai nữa là nó cũng không vui khi có pháp hành xảy lên, và nó cũng không buồn khi pháp hành đã bị diệt đi. Cho nên cái câu Pali này nằm ở trong bộ phân tích, tức là Nê Quá Sú Má Nô Hô Tí Na Đum Má Nô Ú Bách Khá Cô Quý Há Rá Tí Sát Tô Sâm Bá Chà Nô. Đó là cái trạng thái thứ ba. Đó là trạng thái thứ hai. Cái trạng thái thứ ba là Sát Bá Sân Kha Rê Sú Ú Đa Sí Nô. Câu kệ ngôn này nằm trong cái tập mà Quý Tí Mắc Cá, tức là được dịch là lãnh đạm mặc nhiên đối tất cả các pháp hành. Lãnh đạm mà mặc nhiên đối tất cả pháp hành. Cái trường hợp này được ví dụ như sao? Ví dụ giống như một người tài xế chuyện xảo, người rất giỏi về lái xe chạy hàng loạt. Cái người này lái một chiếc xe tối tân, chạy trên con đường bằng phẳng rất tốt, nó không có gồ ghề, nó không có lẫm chởm gì cả. Người lái xe này với chiếc xe tối tân đó, thì người lái xe này đứng qua mặt tất cả chiếc xe khác, ví như tâm trạng rất là thoải mái, rồi phong thái rất tự nhiên, không có chút gì là phải cố gắng. Nó ra là một cái người lái xe rất là giỏi, lại lái được một chiếc xe rất tốt, và đi trên một con đường bằng phẳng, nó là tốt đẹp, nó không có lồi lõm, nó không có gồ ghề, nó không có những cái chướng ngại. Cho nên cái người lái xe này lái rất là thoải mái, rất là thoải mái, và có một phong thái rất tự nhiên, không có vui cũng không có buồn, cũng không có thích thú cũng không có nhàm chán. Thì đó là một ví dụ thứ nhất. Hoặc là ví giống như một người chủ điều khiển một cỗ xe bò. Thì cỗ xe bò này do hai con bò khỏe mạnh thuần thục nó kéo đi, và hai con bò này nó nhớ rằng cái đường đi, nó biết rõ cái nơi nó đi đến chẳng hạn. Thì hai con bò này đi trên con đường cũng bằng phẳng tốt đẹp, người chủ xe có thể vừa nằm vừa điều khiển cỗ xe cũng vậy. Ở cái trình độ hành xả trí này, cái hành giả ghi nhận án xứ rất là hạnh thông, rất là dễ dàng, không phải cố gắng nhiều, và cái án xứ cũng thoải mái, hiện rõ cho cái hành giả đó. Đó là điều thứ ba. Cái điều thứ tư là người chữ Pali gọi là Santikkhana Panya. Cái câu kệ ngôn này nằm trong Bát Tí Samphada Mắc Cá, là nhờ ảnh hưởng của niềm tĩnh lạc nên hành giả có thể kéo dài thời gian ngồi thiền tập, ngồi thiền hoặc là ghi nhận án xứ không có muốn đứng lên. Ở trong giai đoạn này thì hành giả sẽ có muốn duy trì cái thời thiền tập mà, hoặc là ngồi, muốn ngồi chưa muốn, không muốn đứng lên, hoặc đi kinh hành. Rồi đây đi kinh hành rất thoải mái và thích thú trong cái trường hợp mà đi kinh hành. Vì sao? Vì những cái án xứ rất là thoải mái, ghi nhận rất là rõ ràng và rất là nhẹ nhàng, nó không có bức xúc, nó không có mệt nhọc gì cả. Đó là cái pháp thứ tư. Pháp thứ năm nhưng nói khi hành xả trí sanh lên, tức là xuất phát ghê tích thanh quát tí giá ma năng quý giá. Cái câu kệ ngôn này nằm trong bộ Quý Sư Tế Mắc Cá, được dịch như sao là việc ghi nhận án xứ. Án xứ cái chữ Pali là căm mắt, căm mắt thanh á, tức là từ chữ căm má cộng cho cái thanh á. Thanh á là chỗ đứng lại, căm má là việc làm đứng lại. Nhưng được dịch thoát nhẽ chút xíu là án xứ, tức là cái danh sách đang làm cảnh cho tâm đó.
Thì việc ghi nhận án xứ của hành xả tí này càng lúc càng vi tế. Chữ càng lúc càng vi tế, chữ Bali gọi là Sukuma, tức là càng lúc càng vi tế, tức là càng lâu ngày thì tính chất của cái trí hành xả này càng nhạy và càng cao lên. Tuy là không thấy rõ án xứ lắm, nhưng mà hành giả khi ghi nhận thì rất là dễ dàng, và tâm hành giả được an tịnh, nhiều tịnh lạc, giống như người xà gạo ấy, nhặt bỏ thóc, sau nhiều lần nhặt bỏ thóc, nhiều lần đã sàn gạo thì gạo nó trắng hơn, nó tốt đẹp hơn, nó được sàn lọc bằng nhiều lần thì càng sạch sẽ hơn và càng trong sạch hơn. Cũng vậy, cái biệt tướng của hành xả trí này, càng ghi nhận án xứ thì án xứ càng trở nên tinh tế và nhuần nhuyễn hơn. Đó là cái chi tiết thứ năm. Chi tiết thứ sáu là bát tí li giá tí ná sambasa ni giá tí. Câu kệ ngôn này nằm trong bộ quý số tiếp khác, được dịch là nội tâm của hành giả nó thu hẹp lại đến mức độ cực độ, nó như co rúm lại, giống nó cố gắng giới hạn trong việc biến mãn ra, nó thu hẹp lại trong tất cả các loại giới, nó co rút lại, nó cái giới hạn trong việc mà bỏ rộng ra, trong các cái loại giới chẳng hạn như là quẩn xứ, vân vân, thấy vậy. Nó nhỏ lại gần như là không có. Ngay cả khi hành giả ghi nhận cái nội án xứ, tức là cái nội cảnh trong tâm đó, thì nhiều khi cũng không thấy nó, thấy nó leo lét nhiều mơ đến nỗi mơ hồ mà chỉ. Nhưng hành giả ở trong giai đoạn này lại chỉ cần hơi ghi nhận cái hơi thở vào hay là hơi thở ra thì cũng cũng đủ để làm cho cái tâm trở nên an tịnh. Đến giai đoạn này là án xứ nó thu hẹp lại, giống như là cái con cò nó vừa thò cổ ra thì nó rụt cổ vào vậy, hoặc nó giống như một con rùa nó vừa thò cổ ra thì nó rút vào trong cái mai nó trở lại như vậy. Thì cũng vậy, thì cái tâm của hành giả khi muốn nghĩ nó trải động án xứ thì nó rụt lại, và cái án xứ nó gọi còn hẹp lại, tâm cũng còn hẹp lại như vậy. Thì khi mà hành giả đã hoàn tất được 6 giai đoạn này, nếu là vị có cái phước độ đã tích lũy đầy đủ, nếu là Phật đã ở trong mà có cái 5 cái quyền nó vững mạnh, thì chỉ trong vài ba ngày, thôi. Nhớ có nói như vậy mà tích lũy đầy đủ, cũng giống như ngày Ba Hy Giá, thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, chỉ một buổi hay nửa buổi, thì có thể là chứng đắc được cái thánh đạo một cách rất dễ dàng. Vậy này được gọi là bậc hành dễ dàng, chứng đắc nhanh, chứng đắc nhanh chóng như ngày Ba Hy Giá. Thì là nghe câu chuyện ngôn ngắn thôi và ngồi xuống để quan sát, bởi vì cái trong cái tiền duyên của ngài Ba Hy Giá cũng đã từng thực hành cái pháp này. Khi vào thời Đức Phật Kassapa thì ngài Ba Hy Giá đã cùng với những vị tỳ khưu lên đỉnh núi cắt bỏ thang dây và nghĩa là nếu không chứng đắc đạo quả thì sẽ không xuống núi, và ngài Ba Hy Giá là một trong 5 vị tỳ khưu còn lại. Cho nên do tích lũy phước ba la mật rất mạnh, năm quyền rất mạnh, phiền não còn ít, cho nên cái ngài Ba Hy Giá được xem như là người tốc tí nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng câu chuyện ngôn ngắn này. Ba Hy Giá ở trong cái thấy chỉ là cái thấy, không có người thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe, trong cái nhận thức chỉ là nhận thức không có người nhận thức, trong cái tưởng tri cái biết do tưởng chỉ là tưởng tri không có người tưởng tri, nghe ngắn gọn như vậy. Và ngài ngồi xuống ngài thực hành pháp quán rõ ràng cũng chỉ là pháp vô ngã thôi, và không bao lâu sau là ngài đã chứng đắc thánh quả a la hán. Thì đối với hành giả mà không có một cái như giờ tích lũy dày dặn về nhà ba la mật, nhưng mà có sự tích lũy nhiều về ba la mật và có được cái năm quyền nó mạnh và phiền não ít, thì chỉ vài ngày thì
như cái vị này cũng sẽ chứng đắc được thánh quả. À, cho nên trong kinh chúng ta nói rằng, nghe nè, Đức Phật này dạy nè, cái người nào hành tứ niệm xứ nếu nhanh thì sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc. Và nhanh nữa, ông xin lỗi, tiếp theo nữa hoặc là 7 ngày hoặc là 7 tháng nhưng không quá 7 năm nếu thực hành pháp tứ niệm xứ một cách đúng đắn và có duyên lành đầy đủ thì sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc. Hay là trong vòng 7 ngày, hay là trong vòng 7 tháng, hay không quá 7 năm sẽ chứng được một trong hai thánh quả là A-na-hàm hoặc là A-la-hán. Nó là như vậy. Nhưng thế trường hợp này đối với những gì hành giả được gọi là hành dễ dàng và chứng đắc nhanh chóng, chữ Pali gọi là Sukha Patipada. Sukha là dễ dàng, Patipada là cái sự thực hành. Sukha Patipada là thực hành dễ dàng. Kiếp ba phiên nha, kiếp ba là nhanh chóng, Apinya là cái thắng trí, chứng đắc được thắng trí nhanh, nhanh. Thì chỉ 3 hay 4 hay 5 ngày thì tiến đắc tới cái tuệ thượng thứ, tức là Á Nú Lô Má Nha Ná, rồi chứng đắc thánh đạo, chứng đạt được Niết Bàn giới. Thì chúng ta mới thấy rằng cái trí hành xã nó đặc biệt là như vậy. Thì chúng trước tiên chúng ta tìm thấy là cái tính chất của trí hành xã. Chúng ta biết về cái tính chất của trí hành xã. Thì hành giả mà khi thực hành minh sát đó, tiến đạt đến cái trí hành xã, thì cái trí này có những tính chất đặc biệt như sau. Chúng ta phải nắm bắt để chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta sẽ đạt tới cái cảnh giới như thế nào. Thứ nhất là hành giả không phối trí, không phối trí, không có nản lòng, chỉ có biết quyết tâm kiên trì thực hành pháp quán với tâm nguyện là chứng đạt được Niết Bàn thôi, để mà giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Ngoài ra, nếu đó là cái tiêu đề thứ nhất. Ngoài ra thì hành giả còn năm pháp đặc biệt khác là: thứ nhất là bất chăn gá, quý sơ xá, tức là nhận thức được pháp giá trị ngay ở trong cái giai đoạn này, tức là hành giả sẽ xem xét những cái pháp nào mà phù hợp với cơ tánh mình thì dẫn tới chứng đắc được Niết Bàn. Thì trước tiên hành giả sẽ nhận thức được năm pháp đặc biệt khác, đó là pháp thứ nhất, tức là bất chăn gá, quý sơ xá, tức là nhận thức được cái giác chi. Chữ bất chăn gá có nghĩa là giác chi, chữ bất chăn gá có nghĩa là giác chi, tức là pháp dẫn tới sự giác ngộ Niết Bàn. Pháp giác chi này nó có 7 pháp. Pháp giác chi này có 7 pháp, đó là thứ nhất là niệm giác chi, chữ Pali là sát tí bất chăn gá, niệm giác chi. Pháp thứ hai đó là tập pháp giác chi, là thâm má quý trái giá bất chăn gá. Tập pháp giác chi đó là cân nhắc nè, cân nhắc chọn một cái phương án nào đây, hoặc là chọn phương án vô thường, hay là chọn phương án khổ, hay là chọn phương án vô ngã để nó tích hợp với cái cơ tánh mình. Cho nên chữ thâm má quý trái giá tập pháp giác chi có nghĩa là cân nhắc thực hành cái pháp quá nào. Cho nên cái trường hợp này được gọi là tập pháp giác chi là như vậy. Cái pháp giác chi thứ ba gọi là tấn giác chi, tức là quy đi giá bất chăn gá, hay là quy đi giá bất chăn gá, chữ quy đi giá cũng được, hay là quy đi giá cũng được. Bất chăn gá tức là sự tinh tấn để đưa tới sự giác ngộ, cố gắng nỗ lực như một cái tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Đây là một trong những cái tứ niệm, đây là một trong những pháp tứ chánh cần đó, làm cho những cái pháp chưa sanh khởi được sanh khởi, những pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi. Những pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi là pháp nào? Trong dòng luân hồi thì những cái pháp thiện như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, hay là nghe pháp, thuyết pháp, làm nhiều rồi. Những cái pháp đó nó đã từng sanh khởi rồi, nhưng mà mình không bảo quản được nó. Còn cái pháp thiện nào chưa từng sanh khởi được sanh khởi là nó chính là bốn thánh đạo. Bốn thánh đạo là cái pháp thiện mà chưa từng sanh khởi lên, nay nỗ lực làm, cố gắng làm cho những cái pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi lên.
cái điều này được gọi là tấn giác chi, tức là viriya bất thăng giác. Cái một giác chi tiếp nữa đó là hỷ giác chi, chỉ bởi liên là vi tí bất thăng giác. Bi tí bất thăng giác này chỉ cho cái tâm sở hỷ, nó không phải là thọ hỷ nha. Bi tí rõ ràng chỉ bởi liên là bi tí bất thăng giác, tức là cái tâm sở thọ hỷ, tâm sở hỷ không phải là tâm sở thọ hỷ. Nó hân hoan, nó vui khi mà thấy được cái, tìm thấy được cái con đạo lộ dẫn đi tới sự giác ngộ. Đó là một cái giác chi thứ tiếp. Rồi giác chi tiếp đó là tịnh giác chi. Tịnh giác tức là giác chi thứ năm, tịnh giác chi. Tịnh giác chi chữ Pali gọi là bát sát thí bát thăng giác, tức là một chi phần làm cho tất cả các pháp nó trở nên yên lặng, nó không có nó không có lui sụp, mà nó cũng không có trồi lên. Nó giống như mặt biển yên lặng mà nó không có những cái đợt sóng nhô cao, nó cũng không có những đợt sóng lui sụp luôn. Tức là nó làm cho năm quyền ngang bằng nhau, nên nó được tất cả các pháp dẫn tới giác ngộ nó đều là vắng lặng, an, nó ngang bằng với nhau. Thì chữ Pali gọi là cái giác chi này gọi là tịnh giác chi đó. Chữ Pali gọi là bát sát thí bất thăng giác. Và giác chi thứ sáu tức là gọi là định giác chi, tức là sám ma thí bất thăng giác. Ở đây chúng tôi thường nhấn mạnh với quý vị rằng nếu như thực hành thiền chỉ tịnh thì cái chữ Pali gọi là sám ma thá, nhưng muốn cho chỉ cho cái định ở khi mà đắc định được thì cũng chỉ là cái chữ sám ma thí. Sám ma thí là chỉ cho cái định đã được đắc được, đã thành tựu được. Còn tu tập thiền chỉ là sám ma thá, còn chứng đắc định thì là sám ma thí. Như vậy ở đây định giác chi nó chỉ cho cái tâm sở các cá tá nó trở thành là một cái chi thiền, tức là cái chi định, chi định của cái thiền chỉ. Nhưng cái tịnh giác chi ở trong thiền quán này nó rất là đặc biệt. Định giác chi ở trong thiền quán này nó rất đặc biệt, nó không phải là định của cái thiền chỉ. Chúng ta sẽ biết được hai cái điều này sao. Thì cái định giác chi này tức là nó bám vào liên tục, nó liên tục, nó sẽ dẫn ra khỏi cái sinh tử luân hồi, chứng đắc thánh đạo. Và cái giác chi cuối cùng tức là xả giác chi, tức là quyết kha bất trần giác, tức là quân bình tâm tất cả các pháp mà nó đang sinh lên. Thì bảy pháp này nó hỗ trợ cho chứng đắc được tứ thánh đế, chứng đắc được đạo quả và niết bàn. Đó là cái pháp mà bất trần giác quý sơ xá, tức là hành giả nhận thức được bảy pháp giác chi này. Cái điều thứ hai là hành giả sẽ nhận thức được là mắt căn giác quý sơ xá, tức là nhận thức được chi đạo, nhận thức được biết rõ ở đây là chánh kiến, đây là chánh tư duy, đây là chánh ngữ, đây là chánh nghiệp, đây là chánh mạng, đây là chánh tinh tấn, đây là chánh niệm, đây là chánh định. Và giữa cái pháp giác chi và cái pháp tứ pháp mà bát chánh đạo này nó có gì khác nhau không? Nó không khác nhau, nhưng nó có một chi tiết khác nhau là cái pháp thánh giác chi cũng dẫn tới chứng đắc được cái thánh đạo niết bàn, nhưng nó gián tiếp. Còn tức là từ cái thánh giác chi này nó thêm một bước nữa cho nó vững mạnh, nó tròn đủ, nó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái pháp trực tiếp dẫn tới thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài chỉ nêu lên bát chánh đạo mà ngài không nêu lên ở thánh giác chi. Bởi sao? Bởi đó là giai đoạn cuối cùng đi trực tiếp đến niết bàn. Còn thánh giác chi nó phải đi qua một cái công đoạn nữa là phải hòa nhập vào bát chánh đạo. Nhờ cái pháp giác chi nó tuyển chọn ra là như vậy. Đây là cái pháp thứ hai, tức là nhận thức được cái chi đạo, tức là mắt căn giác quý sơ xá. Quý sơ xá là như vậy. Điều thứ ba là cha năng giá quý sơ xá, tức là nhận thức được cái thiền chi. Thiền chi mà chúng ta nói hồi nãy, chứ thiền chi nó chỉ là
cách tu tập về thiền quán đều là cái thiền chỉ. Còn cái nhận thức được thiền chi, tức là định tâm trong được đối tượng, định tâm trong đối tượng. Mà khi mà định tâm trong đối tượng đó, là chúng ta có một cái gọi là định tâm đó, thì chúng ta có cái từ ngữ gọi đó là samadhi đó, samadhi đó. Thì nói về thiền thì có hai loại thiền, hai loại thiền. À, trước tiên, thứ nhất là cái lắc khá nu bá nichana, nu bá nichana, lắc khá nu bá nichana, tức là cái thiền tướng. Thiền tướng là gì? À, thiền tướng là cái khi nãy chúng ta nói là định giác chi đó, tức là cái chi định của thiền, nhưng nó không lấy thiền cảnh mà nó lấy thiền tướng. Thiền tướng đó nó định do trong cái tướng vô thường. À, cho nên khi mà định do tướng vô thường á, thì một cái thuật ngữ được gọi cái tướng vô thường sinh diệt, sinh diệt, và nó định vào trong cái tất cả pháp hành ở cái tướng vô thường này. À, là cái tướng vô thường này gọi là thiền tướng. À, thì cái thuật ngữ gọi cái định này được gọi là vô tướng tâm định. À, tức là sinh diệt nó không có tướng trạng nào hết. À, và định trong cái án xứ vô tướng như vậy, cho nên cái định này được gọi là vô tướng tâm định. Hoặc là nè, cái định thiền tướng nó định trong cái tướng khổ. À, trong cái tướng khổ, trong tướng khổ thì tâm hành giả nó không có ước muốn các pháp hành nó sẽ nổi lên. Và định tâm ở trong cái tướng khổ liên tục như vậy. À, thì thuật ngữ gọi cái định này được gọi là vô nguyện tâm định, tức là appanihita sanna. Vô tướng tâm định, tức là appanihita samadhi, vô tướng tâm định. Còn nếu định tâm ở trong tướng vô ngã, à, thì thuật ngữ được gọi, tức là định tâm, định tâm trong cái tướng trống không, rỗng không, vắng vẻ chẳng hạn vậy. Thì cái thuật ngữ gọi cái định này được gọi là không tánh tâm định. À, tức là sunyata samadhi như vậy. Thì cái cách tường cái sự định tâm ở trong tướng vô thường, hay sự định tâm ở trong tướng khổ, hay là sự định tâm trong tướng vô ngã, thì được gọi là thiền tướng, tức là lakkha nu bá nichana, tức là thiền tướng. Tức là định tâm vào trong một ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc của mình. Cái thứ hai là một cái thiền nữa, tức là arama nu bá nichana, tức là thiền cảnh. Tức là an trú tâm vào một trong 40 đề mục của Đức Phật đã dạy. Tức là lấy cái cảnh nó là chế định, lấy cảnh chế định như là đất, nước, lửa, gió, rồi xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, hay là tóc, lông, móng, răng, da của thể trượt, hay là cái phân tích tứ đại chẳng hạn vậy, hay là an trú tâm trong cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Tất cả những cái đó được là thiền cảnh. Mượn cái chế định làm cảnh để an trú tâm vào. Cho nên có hai loại thiền. Thứ nhất là thiền tướng, tức là an trú tâm trong tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã. Hai là an trú tâm trong cái cảnh do chế định, do lượng chế định định đặt, như là đất, nước, lửa, gió, và hơi thở vào, hơi thở ra, nhà heo vậy. Rồi, đó là phân tích tứ đại, đất, nước, lửa, gió của mình. Thế rồi này được gọi là cái thiền cảnh. Điều thứ tư là trí hành xả này sẽ giúp cho cái hành giả sẽ nhận thức được cái cách thực hành, tức là bát tí ba đa, tức là cách thực hành, quý sơ xá là nhận thức, bát tí ba đa, quý sơ xá là nhận thức được cách thực hành. Thì sự thực hành pháp này để chứng đắc cái tánh đạo, tánh quả hay niết bàn, thì hành giả sẽ nhận thức được rằng nó công bố cách thực hành và mình một dạng cách nào để mà bồi dưỡng hoặc là bổ túc phương pháp ba la mật tu hành. Thì bốn cái cách này nói như sau. Thứ nhất, cách thứ nhất là dukkha patipada, tức là thực hành khó khăn. Dukkha patipada dantha pinya, dantha pinya tức là dantha, cái là chậm chạp, nghĩa là apinya là cái thắng trí, nghĩa là dantha pinya, nghĩa là thực hành khó khăn mà chứng đắc thắng trí chậm. Nên chậm, cách thứ nhất. Thực hành thì rất là khó khăn, nhưng mà chứng đắc cái
thánh quả hay là thánh đạo thì rất là chậm chạp. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là dukkha patipada, đó là thực hành khó khăn. Kiếp ba phi nha, kiếp ba là nhanh chóng, nên là nhanh chóng chứng được cái thắng trí. Cái cách này được gọi, được dịch là thực hành khó khăn nhưng mà chứng đắc thắng trí nhanh, nhanh chóng. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba, sukha patipada, sukha là dễ dàng, sukha patipada, rồi đanh tha phi nha, tức là chứng đắc chậm thắng trí chậm chạp. Thì cách này được dịch là thực hành dễ dàng, chứng đắc thắng trí chậm. À, cách thứ tư là sukha patipada, kiếp ba phi nha, tức là thực hành dễ dàng và chứng đắc thánh trí nhanh chóng. Cái điều này có trong cái tập mà băng chi kinh pháp bốn chi, cho nên ký hiệu là A2149. Thì cái nguyên nhân nào mà hành giả thực hành pháp khó khăn? Thì câu trả lời rằng là do hành giả có phiền não nhiều, nhất là phiền não tham dục. Tức là cái nguyên nhân nào mà để hành giả phải thực hành khó khăn, tức là do hành giả có cái nhiều phiền não và đặc biệt nhất là cái phiền não tham dục. Nguyên nhân nào mà hành giả thực hành pháp được dễ dàng là do hành giả có phiền não không có nhiều, không có mạnh. Cho nên với những hành giả nào mà có nhiều phiền não mạnh thì thực hành khó khăn, với nhất là cái phiền não dục ấy, nhiều thì thực hành rất khó khăn mạnh. Và nguyên nhân mà hành giả thực hành rất dễ dàng là do có ít phiền não, hay là phiền não nó yếu, phiền não nó yếu, nó không có mạnh. Và nguyên nhân nào khiến hành giả chứng đắc thắng trí chậm là do hành giả có năm quyền tính tấn niệm định tuệ yếu, nó kém, nó bụi lượt. Nguyên nhân nào mà khiến cho hành giả chứng đắc thắng trí nhanh là do hành giả có năm quyền già mạnh sung mãn. Thì đối với chư Phật toàn giác và chư Phật độc giác thì các ngài chỉ có một cách thực hành thôi, tức là ghi sukha patipada kiếp ba phi nha, tức là thực hành dễ dàng và chứng đắc thắng trí nhanh. Còn vấn đề khổ hạnh, đó là do chướng nghiệp mới gây ra, nhưng mà khi vượt qua cái sự khổ hạnh đó rồi, các ngài đã từ bỏ khổ hạnh đó rồi, nên nhớ rằng vị Phật chánh giác nào cũng phải có thời gian khổ hạnh, cho dù là vị đó có cái phiền não ít các bạn, nhưng cũng phải có tối thiểu là 7 ngày khổ hạnh. Đấy là đó là cái quy luật, nhưng đó là quy luật. Mà khi đã thấy được cái sự khổ hạnh này nó không có kết quả gì đó, từ bỏ cái khổ hạnh rồi, thì vậy nó bước vào con đường trung đạo, tức là cái mắt đăng gá quý sơ sáng, tức là nhận thức được những cái chi đạo. Thì Đức Phật toàn giác và Đức Phật độc giác đó, thì các ngài đi rất nhanh, thực hành rất dễ dàng và đi rất nhanh, tức là sukha patipada kiếp ba nha, hành dễ dàng và chứng đắc nhanh chóng. Tức là sự chứng đắc của cái vị chánh giác hay cái vị độc giác là chứng đắc bốn đạo bốn quả một cách nhanh chóng liên tục. Tức là có một số là hiểu lầm rằng vị chánh đẳng giác không có nhảy, không có đi qua sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, mà chỉ đi tới a la hán rồi chứng đắc tính vô thượng chánh giác mà thôi. Điều này hiểu lầm, điều này hiểu lầm. Dù cho vị chánh đẳng giác ngài cũng phải tuần tự chứng đắc được cái dự lưu đạo, rồi dự lưu quả, rồi nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, rồi a la hán đạo và a la hán quả. Cho nên ví dụ là vị chánh đẳng giác cũng phải đi tuần tự bốn thánh đạo, bốn thánh quả này, chứ ngài không có nhảy cách, không có nhảy cách. Nhưng sự chứng đạt bốn thánh đạo, bốn thánh quả này nó rất là nhanh, rất nhanh. Cho nên gọi là khiếp ba thiên nhạc, mà mình nhận chứng đắc rất là nhanh. Ngay cả những Phật tập giác cũng vậy, chỉ quán xét thôi, trong thời gian ngắn chưa có kịp là bao nhiêu hết, thì ngài đã chứng quả Phật tập giác luôn cả thần thông và đi ra thư không. Trong những tập mà nói về
vị Phật cảm giác nó là như vậy. Cho nên nói với Đức Phật toàn giác và Đức Phật toàn giác thì chỉ có một cách hành thôi, tức là tự hành dễ dàng và chứng đắc kết quả nhanh. Nhưng cái sự hành khổ hạnh thì thứ nhất như Bồ Tát chúng ta đó là phải là do cái chướng nghiệp, nhưng mà đến khi từ bỏ cái sự khổ hạnh đây thì ngài đi rất là nhanh. Cho nên chứ cái khổ hạnh không phải là một sự khó hành, không phải nha, mà nó chỉ là bị chướng nghiệp mà thôi. Và quy luật của vị chánh đẳng giác phải có tối thiểu thời gian thực hành khổ hạnh 7 ngày. Để gì? Để sau này có những ai có khuynh hướng về khổ hạnh thì Đức Thế Tôn nói rằng ngay cả khổ hạnh của ta đó còn khốc liệt hơn ngươi kìa. Chứ không phải chỉ cứ cái khổ hạnh của ngươi chỉ là tầm thường, không có gì hết. Còn khổ hạnh của ta khốc liệt hơn ngươi rất nhiều, gấp trăm lần, ngàn lần như vậy, mà ta chưa chứng đắc được mà phải bỏ đi mới chứng đắc được. Có cái cơ sở này mới tế độ cho những cái khuynh hướng thiên về khổ hạnh, nó là như vậy. Còn đối với ngài trưởng lão Sariputta thì ngài chứng đạt 4 thánh đạo, 4 thánh quả theo cách thực hành dễ dàng, chứng đắc nhanh chóng. Điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh pháp 4 chi, ký hiệu là A2 155. Chúng ta sẽ quay lại những cái về sau, chúng ta sẽ quay lại cái trường hợp này và chúng ta sẽ có lý giải rất là rộng rãi hơn. Còn đối với trưởng lão Mất Tây La Ná thì chứng đạt dự lưu thánh đạo và dự lưu thánh quả thì ngài thực hành dễ dàng, chứng đạt là thánh quả phương tiến nhanh chóng. Nhưng đối với ba cái đạo cao còn lại, tức là đối với Nhất Lai Đạo, đối với Bất Lai Đạo và đối với cái A La Hán Đạo thì ngài thực hành khó khăn nhưng chứng đắc rất là nhanh chóng. Thì điều này cũng nằm ở trong Tăng Chi Kinh pháp 4 chi, ký hiệu là A2 154. Còn riêng nói các vị thánh kinh văn khác đó, có khi là thực hành nhanh, chứng đắc nhanh. Như trường hợp 250 người tùy tùng của ngài Xá Lợi Phất Kỳ Liên nghe xong thời pháp của Đức Tôn chứng đắc thánh quả A La Hán, chứng đắc thánh quả A La Hán như vậy. Cũng có những số thực hành khó khăn, chứng đắc chậm chạp, giống như trưởng lão Chí Tăng Của Tá phải thực hành 55 năm như vậy, hay là như ngài Nanh Đá thực hành dễ dàng nhưng mà chứng đắc chậm, tức là thu hút con mắt thôi nhưng mà thời gian cũng rất dài, phải dừng 3-4 tháng chạy như vậy. Nó là thực hành dễ dàng, chứng đắc nhanh chóng hay là chậm chạp, nó là như vậy. Đó là tùy theo cái sự tích lũy pháp ba la mật cùng sự tu tập của các quyền của các ngài mà thôi. Điều thứ năm của cái tuệ này gọi là quý mốc khá quý sơ xá, tức là nhận thức cách giải thoát, nhận thức cách giải thoát. Thì chữ quý mốc khá đó là giải thoát. Thì khi cái trí hành xả nó vững mạnh, đạt đến cái sự giải thoát thì có ba cách thoát ra khỏi danh sách của vi, hay nói cái khác là có cái ba cửa đi đến sự giải thoát, chính là đạt niết bàn. Thì ba cửa đi đến sự giải thoát này thuật ngữ gọi là tam giải thoát môn, tức là tí quý khá, quý mốc khá, muốn khá. Muốn khá là gương mặt, đây là cái con đường. Tí quý thá, quý mốc khá là ba cái cửa đi tới giải thoát. Ba cửa này dẫn tới cái giải thoát này là duyên để phân biệt được bảy bậc thánh. Ba cửa giải thoát này do nương vào quyền làm trưởng và kết hợp với pháp quán hình thành. Thật vậy, ba pháp quán tức là Anupassana này được gọi là ba giải thoát môn, tức là quý mốc khá, mốc khá được ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng ở trong ba trong cái tập Bát Tí Sầm Phi Đàm Cá như sau. Ba giải thoát môn này hướng đến xuất ly thế gian vì tâm thể nhập vào vô tướng giới, tức là Anipata Tha Tú, là tùy quán tất cả các pháp hành do xác định, do quán sát, tức là Bá Rích Chê Đá, Bá Tô Ma Tô,
do cô bám sát cái tướng vô thường, tức là với cái tướng Anicca Tá Tha Tú, tức là vô tướng giới, vô tướng giới. Thứ hai là do tâm thể nhập vào vô miệng giới, tức là Apanihi Tá Tha Tú, với cái ý kích động, kích động. Chữ Bali gọi là Mano Samutte Chana, trong tất cả các pháp hành. Và thứ ba, tâm thể nhập, tâm thể nhập vào không tánh giới, tức là Sunyata Tha Tú, là tùy quán cái pháp hành là xa lạ, chữ Bali gọi là Barato Samanu Bassa Nataya. Thì ba giải thoát môn này hướng tới xuất ly thế gian, ký hiệu là Bhatti Samhita Makkhát, là BM 1219. Chính ba cái pháp quán này được gọi là cửa đi đến sự giải thoát. Thì ở đây chúng ta có ba cái từ ngữ mà chúng ta cần phải nắm bắt được ý nghĩa này. Thứ nhất, tức là nói là Bhatti Chê Đá Bhatti Vattu Mato, là do xác định, do quan sát. Nghĩa là sao? Có nghĩa là xác định và quan sát sự sinh diệt. Vì vô thường, tùy quán xác định được tất cả pháp hành bị bao vây bởi sự sinh và diệt rồi. Trước đó thì pháp hành chưa sanh, nhưng mà nó khi sanh rồi thì nó phải đi đến diệt, cho nên pháp hành này bị bao vây bởi sự sanh diệt. Cho nên Bhatticchedā Bhatti Mato là xác định do quan sát. Quan sát như vậy. Còn tiếp theo nữa là chữ thứ hai, tức là Mano Samutte Chana Tayo, có nghĩa được dịch là ý kích động. Nghĩa là sao? Nghĩa là nghĩa là mang lại cho ý có một sự khẩn trương đối với pháp hành. Vì sao? Vì cái vị này quan sát gây ra pháp khổ não, thì thấy tất cả các pháp hành danh sắc nó mang tới bất lợi, nó mang tới cái sự khổ não, cái gì đó khẩn trương để mà thoát ra. Cũng giống như vị đó thấy được cái lửa cháy trên đầu rồi, hoặc là thấy được cái con dao bén nó đang kề tới, nó chạm tới da rồi, làm cách nào phải thoát ra khỏi con dao bén nhanh chóng, làm cách nào để thoát khỏi cái ngọn lửa, cái tấm than lửa đang cháy trên đầu, nhanh chóng như vậy. Nó là khẩn trương cho nên được rồi ý kích động, tức là Mano Samutte Chana Tayo Taya, nghĩa là mang trong ý sự khẩn trương đối với pháp hành. Với khổ tùy quán, tâm được ý thức cần phải khẩn trương thoát ra sự khổ do các pháp hành mang đến, nó là được vậy. Và tiếp tục là lối thứ ba, tức là Parato Sanu Samanu Basana Taya Taya, tức là tùy quán thành người khác. Nghe thấy theo cái lý vô ngã là nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là người khác, không phải là của người khác. Tôi hiểu như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn ngài thuyết do khả năng ba cái tùy quán vô thường, tùy quán khổ và tùy quán vô ngã. Cho nên đó là cái ý nghĩa này như vậy. Cho nên đến đây chúng ta cũng tạm ngưng nghỉ vừa phải lẽ rồi. Thì phát bước báo phát sanh lên, xin cúng dường tới chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chùa tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng lại sanh vào hỏi cho chư Tôn Tăng cùng chư tử luôn có tính tâm dũng mãnh tu tập để nhanh chóng chứng đắc được thánh đạo, thánh quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng kỹ thuật còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó vẫn được sự an vui. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phòng kiến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó được tái sanh vào nhà cảnh và được phước lành hỗ trợ để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được họ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khà Giác. Akasattha japumma tha dewa naga mahitika bunyano anumodantu chirang rakang tu sa sanang akasattha japumma tha dewa naga mahitika bunyano anumodantu chirang rakang tu no garo
Akasatha chafumbatha dewa naga mahitika Bunyano anumodantu chirang rakhantu nya tayo Akasatha chafumbatha dewa naga mahitika Bunyano anumodantu chirang rakhantu banino Akasatha chafumbatha dewa naga mahitika Bunyano anumodantu chirang rakhantu nu sada Idam quá tấm mê bùn nhà ngà sa phát khai dạ quá hằng hồ tú